Và trong cái gian hàng cà phê này, Hương Phước cà phê, khách mua rất là đông. Đây cũng món dừa Sài Gòn đấy. Đây là 50.000 một quả. Đây họ có những cái món bánh ở Trung Quốc cũng rất là ngon. Bánh bao, bánh bao à? Bánh khai môn, bánh táo tỏ, bánh vàng liền, bánh cân nát mộng nhì. Tiền trông, ba tỏng, tiền tiền mùi gì. Cái này là mấy đồng? Mùi gì một cái. Mùi gì một cái à? Ừ. Cái này? Dạ, yeah, mùi gì. Cái này? Mùi gì một cái. Cái này? Mùi gì một cái. À, mùi gì một cái. Tiền chung là bao nhiêu? Tiền chung ba tỏng. Ba tỏng hả? Thế tiền Việt là 10.000 hả? Ừ, tiền Việt 10.000. Mua một cái ăn thử tiền Việt. Tiền Việt 10.000. Chúng tôi sẽ như vậy. Ăn được luôn không? Hả? Ăn được luôn không? À, ăn được. Mình thử ăn cái bánh này xem nó mùi vị nó ngon không nhé. Ngon như kiểu bánh bao của mình. Hảo chứ bảo xịt. Nhân bên trong là hảo. Ngon. Bên ngoài ngon quá. Bên trong là gạo gạo nếp. Ăn cũng được mặn mặn. Cái này nè. Chứ cái sang khoai cái khoai chứ cái này nè. Hử? Mà là nếp mộng nhí. Để mình chứ cái tấu tỏ, tấu tỏ, miếng tấu tỏ. Mình review thử một cái bánh, cái này là bánh ngọt. Bánh ngọt tấu tỏ. Bánh ngọt tấu tỏ. Nhân bánh ngọt táo tàu. Ăn cũng được. 10.000 đồng một cái. Đứng bên hàng rào biên giới ăn bánh ngọt. Bên phía kia là Việt Nam. Nó chưa đi qua nào. Phía kia là Việt Nam. Bánh ngọt nhân táo tàu. Ăn được. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thời tiết hôm nay rất là nắng ráo, hơi nắng. Đây là toàn cảnh cái khu phố Việt ở bên Trung Quốc nhé mọi người. Hôm nay thời tiết rất là nắng ráo đẹp. Một cô gái Việt Nam đang bán vòng cho người Trung Quốc, đang cố gắng thuyết phục anh chàng người Trung Quốc để mua vòng của mình, và cuối cùng đã thành công. Mấy tay đua phượt của người Trung Quốc. Không biết hãng xe gì mà trông rất là hầm hố. Trung Quốc họ có cái hãng gì xe rất là hầm hố. Đây bánh mì Việt Nam cũng được bán rất là chạy ở bên Trung Quốc nha. Đây đây là một cái xe đẩy của cô bán bánh mì Việt Nam. Rất là được ưa chuộng. Ngoài một số món ăn vặt của Việt Nam cũng được bán chạy thì mình giới thiệu cho các bạn một món bánh chuối cũng được rất là ưa chuộng của một số bạn trẻ và người dân Trung Quốc. Bánh chuối trông rất là thơm ngon. Sau khi quả chuối họ làm dẹt xong rồi họ cho vào bột, họ sẽ rán lên. Và thành phẩm nữa là một cái bánh trưng chuối rất là thơm ngon, trông vàng óng. Đây là món xúc xích nướng đá, họ nướng trên đá trông rất là thơm ngon. Khu phố này rất nhiều gân sinh check-in. Thank you.
Ở cái khu vực cửa khẩu Đông Hưng Trung Quốc này, giáp biên giới Việt Nam này, có một cái đình của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến đây. Có một câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về cái ngôi đình này. Đây là cái câu chuyện về đình Hồ Chí Minh này, giữa tình hữu nghị giữa Trung Quốc và Việt Nam này. Đây họ dựng cái ngôi đình này là để nhớ lại sự cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự phát triển về tình hữu nghị giữa hai nước Trung Việt. Dân chúng xây dựng một đình ở đây để làm kỷ niệm với cái tên là đình Hồ Chí Minh. Các cô gái Trung Quốc mua bánh mì của Việt Nam. Quầy sầu riêng lúc nào cũng đông nghẹt khách. Con sầu riêng rất là chạy, người Trung Quốc rất là thích ăn sầu riêng. Một số người Trung Quốc cũng rất thích vòng, các loại vòng của Việt Nam. Một số người lao động Việt Nam bán thuốc lá ở bên Trung Quốc này. Đấy, họ tụ tập buôn bán trao đổi với nhau. Rất là đông người bán thuốc lá dạ. Cả cái dãy phố này theo mình quan sát thì toàn bộ là bán sầu riêng nhiều này, sầu riêng, cà phê, rồi trứng vịt lộn, rồi bánh mì. Rất nhiều sầu riêng. Rồi bán cả dừa nữa.
Xích lô Việt Nam à? Đây người ta đổ mấy cái xích lô, hai cái xích lô Việt Nam đấy cho mọi người xem. Chúng ta bao quát. Hai cái hộp mà, chúng ta hai cái ăn. Tôi cho bạn phần nữa. Họ bán rất nhiều sầu riêng nhé, bỏ họ xếp như núi vậy. Trong những ngày lễ này họ bán được rất là nhiều sầu riêng. Đây không có gì ngoài sầu riêng này. Khách Trung Quốc rất thích ăn sầu riêng và uống cà phê Việt Nam. Ngoài ra còn bánh mì trứng vịt lộn, ghép cao su Việt Nam. Bên đây Trung Quốc họ cũng cho quản lý thị trường đi dẹp đường phố này. Cán bộ đi dẹp đường phố cũng như bên Việt Nam. Họ cũng bê bàn họ chạy. Quầy bán dép rất là đông đúc, rất nhiều khách hàng mua dép. Khu vực bán cà phê này được mùa nên những nhân viên bán hàng cười rất là vui vẻ, cười rất là tươi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Các TikToker hoạt động hết công suất. Các người bán hàng rong bên Việt Nam bán vòng đang ngồi nghỉ ở trên vỉa hè phố. Bây giờ bắt đầu trời hửng nắng đấy. Đây là ngày chủ nhật cuối tuần cho nên là bên phía Trung Quốc họ cũng vơi bớt đi rồi. Hôm qua rất là đông. Hôm nay là họ đã chuẩn bị về để ngày mai đi làm việc. Cho nên là chúng ta thấy đường phố bên tay phải là của Trung Quốc rất là vơi bớt đi. Đây là cửa khẩu Đông Hưng của Trung Quốc. Mình vừa bên phía Trung Quốc về. Bây giờ sau 15 phút thì mình đã có mặt ở phía bên cầu Bắc Luân. Nhìn sang đường phố Mộc Lan bên Đông Hưng Trung Quốc này, chúng ta cũng thấy là bớt nhộn nhịp hơn. Bên tay phải là bên phía Việt Nam, còn bên tay trái là Đông Hưng Trung Quốc. Một số cư dân biên giới vẫn tiếp tục công việc hàng ngày xách hàng qua biên giới hai nước, công việc thường tình kiếm sống. Họ ra giữa cầu này họ nghỉ ngơi, trao đổi hàng hóa. Khách du lịch, một số khách du lịch Trung Quốc vẫn đang đi lại giữa hai biên giới. Và bây giờ mình đã bước qua vạch vôi sang bên phía Việt Nam. Trước mặt chúng ta là cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Nên vì thời gian có hạn nên mình cũng xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.